tiếng Trung, gặp khứa tiếng Trung này rồi. Khứa tiếng Trung. Ở đâu phải tiếng Trung đâu. Ô a a cái khứa. Gặp khứa này là cái game này phải đánh mấy trăm phần trăm công lực ấy nhá. Game này là phải thách đấu 1000 điểm từ đầu, nhưng không có giây phút nào kim cương ở đâu. Chưa gặp nhau sao lại bảo bút? Timo không bút đâu. Timo gà thôi. Kiểu dạng cố tình gà. Ai sợ, cần đẩy ấy, cần lẹt không có TP. Không cần đẩy nữa nào. Cũng đoán được rồi. Hai spell không dùng spell nào thì chịu rồi. Bình thường con Teemo anh thấy làm gì có khả năng ganh nó. Kiểu bật W tốc biến chạy thì lấy gì giết nó. Phải con Teemo nó có phải cố tình cancel đoán thường đấy, hay là nó cancel kiểu do vô tình lỗi, các lỗi ha. Đúng là cái hệ thống ban của Liên Minh là không có tác dụng hả? Không phải của Liên Minh mà của Liên Minh Việt Nam á. Bên Danh Hàn nó đánh một game mà nó bị ban mẹ á. Kiểu thấy Danh Hàn thật sự đúng một game mà kiểu nhiều thằng report là bị ban đấy á. Liên Minh Việt Nam là thiếu nhân lực à? Chết rồi, kinh tế khó khăn. Danh Hàn đến Faker chôn còn bị khóa nick mà. Không phải chôn mà là kiểu là bị áp ca do mất mạng. Ừ, tên nói chôn nghe nó có ai chôn đâu. Còn kiểu bị áp ca do sự cố đó, sự cố mất điện đó, đó. Ê, mất mạng của khách sạn đó, đó. Bạn streamer nữ cái vụ kia với cả Nicker thì không biết, nhưng mà bạn streamer nữ cái vụ kia là kiểu vừa hết game ra cái là bị ban liền á. Giống kiểu ban tự động á, chứ không phải là ban kiểu chủ động có người ban. Nhưng mà Khánh cũng không biết là cái đấy là hệ thống hay là thực sự có người ngồi ban. Nhưng mà Khánh nghĩ là hệ thống. Mà hệ thống đấy chả lẽ ở Liên Minh server Hàn có mà server Việt không có. Bùi Như Lạc đã rescan 5.000 đồng. Bùi Như Lạc nha. Em có con bạn hâm mộ anh vì anh chơi game giỏi. Em có nên gửi stream này cho nó không anh? Anh đi lại nhiều cái mù hay. Biết đánh kiểu gì. Anh nghĩ là game này thì anh em có thể đồng lòng mình đi sớm một bước. Hình như nó follow kênh nên chắc cũng xem rồi. Nó tên Trang, anh muốn bảo chữa gì không ạ? Anh gà. Đôi khi mình phải chấp nhận những cái gọi là sự thật thôi. Mình không được hay, mình gà thì có gì sai đâu. Mình có ăn cắp ăn trộm gì của ai đâu. Scan 5.000 đồng. Anh... Mắc thì phát tiền cả ngày mặt cười. Cày thật. Ơ hay này, combo chuột rồi. Để Khánh ăn mạng thì sao? Ây à, đừng nhảy vào. Giờ mình phải gọi những bọn bắp bẩn là hắn ta anh ạ. À. Hắn ta? Giống em trẻ à? Định Teemo. Núp chỉ có đớp vào con Teemo này thôi. Con Teemo này hay thật sự. Nó núp thế mà vẫn chết. Cooking GG đã uy xe 5.000 đồng GG nhé. Cảm ơn bạn đã báo cáo nội dung bạo lực hoặc phản cảm. Là sao? Là con Java đánh kiểu Hà Việt Hoàng đã rescan 5.000 đồng. Ê chết ta nha, anh Khánh em không có donate câu vừa rồi nha. Gam là một đơn vị đo khối lượng đã rescan 10.000 đồng. Tôi có thằng bạn thân giống hệt Khánh, khói và béo từ đó thành fan Khánh he he he.
Đức Hói giống anh Khánh đã uy scan 5.000 đồng. Việt Hoàng Brian sẽ không bao giờ hỏi câu này, hàng này nó phải fake 4, fake 5 anh Khánh ạ. Fake 4, fake 5 hả? Là 1-2 là không có cửa hả? Levi hỏi đáp đã uy scan 5.000 đồng. Đố biết Levi và Sopem lần gần nhất cùng chung một giải đấu là khi nào? 3, 2, 1, đấy là LPL mùa xuân 2019 với chức Á quân thuộc JDG Levi cùng winrate 0%. Nó smite bị hư thì trừ phạt không kịp. Hà Việt Hoàng đã rescan 5.000 đồng. Ý là giờ cái lượng máu này, cái lượng mana này, nó ở đây làm cái gì anh em? Bây giờ bảo mua thêm luôn rồi đéo chịu. Rescan 5.000 đồng. Câu hỏi cũng không phải em luôn nha, mới nạp thêm 10k donate chứng minh nè, anh này ảnh khều ác thiệt chứ. Sương sương em ơi. Thôi chứ tập trung vào game này, nãy Khánh thấy Khánh tập trung là thấy có cơ hội thắng rồi. Gam là một đơn vị đo khối lượng đã uy scan 10.000 đồng. Hói đẹp trai mà Khánh he he. Hả? Con Nori chưa tới mà sao thầy nó chơi rồi? Cảm ơn Gam là một đơn vị đo khối lượng nha. Ây à, Khánh rờ con chuột. Khánh rờ để cho con chuột không ai thấy. Và đó là sự tỏa sáng đến từ chú chuột. Tàn phai đã uy scan 10.000 đồng. Mình đi. Lên ai cũng cầm tinh con tử. Làm nhục như người hầu rồi tối về tủi thân. Lướt trên bàn lướt lại như con sóng. Tôi sao không biết. Xin lướt cái đứng yên luôn mà, đéo hiểu. Đây đúng game hay này. Mọi người tin Khánh chưa? Khánh bảo rồi. Emo nó không có chốt game. Nó chỉ cố tình không có tác dụng thôi. Vẫn win. À vẫn không. Không có bút đèn lâu. Nhưng mà mọi người report tới đây. Đồng. Anh Khánh mà tham gia sang nhập ngũ anh nhắn trụ nổi không ạ? À? Anh em ơi, thật sự ấy, Khánh mà tham gia sang nhập ngũ thì cứ mà Khánh nhập viện. Khánh chắc phải tập luyện tầm 1 năm, mà kiểu tập luyện theo kiểu sống kiểu healthy với đá ấy.